là một trong những đô thị mới hiện đại bậc nhất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhân Hội New City đã khẳng định vị thế tại thị trường bất động sản miền Trung khi chỉ trong vòng 2 tháng ra mắt đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư. Với vị trí vàng, một mặt giáp biển Quy Nhơn và một mặt giáp quốc lộ 19B kết nối thẳng sân bay Phù Cát, định hướng phát triển thành đô thị trung tâm làm động lực phát triển của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhân Hội New City được đầu tư bài bản với chuỗi tiện ích xanh hiện đại, khẳng định giá trị và đẳng cấp của dự án. Bên cạnh đó là các tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Chỉ trong vài bước chân tản bộ, cư dân đã được tiếp cận với thế giới tiện ích phong phú tuyệt vời. Nhờ lợi thế lớn về vị trí, môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, cùng cam kết tiến độ xây dựng từ chủ đầu tư và nhà phát triển dự án, Nhân Hội New City nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường, trở thành kênh đầu tư sinh lời vượt trội, được nhiều khách hàng săn đón. Ngày 28 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Quail Palace, thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện ra mắt phân khu 2 của dự án với hơn 2.000 khách hàng tham dự, một lần nữa minh chứng cho sức nóng của Nhân Hội New City trên thị trường. Cũng tại sự kiện này, gần 90% sản phẩm đã được khách hàng sở hữu. Và mới đây, vào ngày 16 tháng 11 năm 2019, công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi DKR, đơn vị phát triển dự án, đã tổ chức lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những khách hàng đầu tiên sở hữu nền đất tại phân khu 4 của dự án. Việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước thời hạn là một trong những động thái thiết thực thể hiện trách nhiệm và uy tín của công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi trong việc luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, góp phần giúp các chủ nhân của Nhân Hội New City yên tâm đầu tư và an cư, gia tăng giá trị sinh lời cao với sản phẩm bất động sản của mình. Không chỉ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước thời hạn, khách hàng còn vô cùng hài lòng với việc đẩy nhanh tiến độ và gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng của dự án. Hiện tại, hạ tầng và tiện ích của phân khu 2, phân khu 4 đã được xây dựng hoàn chỉnh với hệ thống đường nội khu được quy hoạch bài bản. Cảnh quan cây xanh, vỉa hè, cột điện, mặt bằng được hoàn thiện nhanh chóng đã tạo nên diện mạo mới đầy ấn tượng cho bộ mặt khu đô thị sinh thái Nhân Hội New City. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn triển khai xây dựng công viên thung lũng xanh rộng 60.000 m2 với những mảng xanh tự nhiên kết hợp cùng hồ bơi nội khu và sân tập golf để khách hàng trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp giữa thiên nhiên xanh mát và tận hưởng không khí gió biển trong lành, giúp Nhân Hội New City trở thành lá phổi xanh hoàn hảo cho toàn khu vực, là điểm nhấn tuyệt vời cho chuyến du lịch sinh thái tìm về vịnh biển Quy Nhơn thơ mộng. Nhân Hội New City là điểm sáng, nâng tầm giá trị của thị trường bất động sản ven biển miền Trung, từng bước định hình trở thành một khu đô thị sinh thái hiện đại kiểu mẫu hàng đầu tại Việt Nam, xứng đáng trở thành điểm đến đầu tư và an cư tuyệt vời. Nhân Hội New City, trái tim mới của phố biển Quy Nhơn.